Xin chào toàn thể anh em nhé. Hôm nay lên sóng dọn kho thanh lý tiếp cho anh em một cặp loa Kenwood, dòng siêu bass của Kenwood. Con này nó tách từ bộ dàn chung cao cấp ra anh em nhé. Dàn chung cao cấp của Kenwood, loa nó cao, cái chiều cao của loa ngang là loa dàn đại luôn anh em nhé. Công suất của nó là 80W nhé, Kenwood là SG9. Đấy. Nói chung thùng quách hiện tại thì là còn cứng cáp anh em nhé, còn cứng cáp, có spa bông má qua cho nó cứng cáp hơn anh em nhé. Vì anh em chỉ việc sử dụng thôi. Đấy. Còn đâu là loa bãi zin hết anh em nhé, lòng lõi là zin hết, hàng bãi về. Loa đánh rất là phê luôn. Đấy. Loa rất là nặng và chắc chắn, thiết kế rất nặng và chắc chắn. Nói chung thùng vách của nó thì đẹp khoảng 90% anh em nhé. Thùng vách thì đẹp 90% thôi. Còn đâu mặt tiền này thì rất là đẹp luôn nhé. Loa zin hết, không có bị lõm nón nào hết anh em nhé. Đấy. Trang bị một con chép đôm lụa cao cấp ở đây này. Bên trên là con chép đôm lụa cao cấp này. Bên dưới là một con chung carbon nhé. Con chung carbon. Đấy. Cho cái chung âm rất là tốt luôn. Giải tép cao, chung âm rất là tốt luôn. Vì cái mid nó to nên chung âm rất là tốt. Anh em nghe nhạc vàng rất là sướng anh em nhé. Cặp này kể ra mà anh em hát karaoke gia đình tầm khoảng vòng 20m², anh em phối hát nhẹ nhàng rất là hay luôn anh em nhé. Bát của nó trang bị bát là bát 16 anh em nhé. Bát 16 màn carbon gân cao su. Bát đánh rất là sâu căng phê. Gân zin, bát zin, nói chung tất cả mọi thứ zin hết. Bên trong loa từ kép hết, riêng Kenwood nó làm rất là gấu luôn anh em nhé. Lỗ thông hơi hình đôi mắt của Kenwood, đặc trưng của Kenwood luôn, lỗ thông hơi hình đôi mắt như này. Con này là lời SG9 anh em nhé, 6 ohm, 80W một chiếc, 160W một cặp. Anh em phàng vành rất là phê luôn. Cái vành này là vành bằng nhôm rất là đẹp anh em nhé. Điện thoại em dạo này camera của nó bị hơi mờ một tí, quay nó không được nét hẳn cho anh em. Cái cơ bản rất là đẹp, mặt tiền rất là đẹp anh em nhé. À đây, lưới của nó đầy đủ luôn anh em. Con này anh em chơi tất cả các đề thể loại nhạc đều được hết anh em nhé. Đặc biệt là nhạc mạnh, rất là phê luôn, nhạc sống, nghe sướng. Đây, lưới loa rất là đẹp.
lưới zin không có bục rách một lỗ nào luôn. Đấy, lưới loa đủ hết cho anh em nhé. Cặp này thị trường bán dao động loanh quanh mức 2 triệu anh em nhé, một đôi. Dòng kén quân cấu này, loanh quanh mức 2 triệu một đôi. Em để cho anh em vì giá rất là yêu thương thôi. 1 triệu 6 đi. Đấy, 1 triệu 6 thôi anh em nhé. Quá cái thước gì? Thước. Đây rồi. Em đo cho anh em kích thước này. Loa cao là 45,8, cao 45,8. Cao như loa giản đại luôn. Chiều sâu của nó là 30. Hậu sâu nên bát đánh rất là phê luôn, ấm, sâu. Chiều ngang của loa là 21 anh em nhé. Cặp này để cho anh em 1 triệu 6 thôi. 1 triệu 6. Rồi, anh em chốt mua hàng liên hệ với em theo số điện thoại 0965748574. Em có nhận ship hàng toàn quốc và bọc xốp cẩn thận cho anh em nhé. Anh em kết bạn Zalo, Facebook của em là Đơn Lo Bãi để chúng ta trao đổi thông tin qua đấy cho nó tiện. Rồi, chào anh em nhé.